Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng Giêng 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc Quốc. Học đến tập 132. Nhưng Đức đọc mấy câu này chúng ta học tập quý vị. Tất cả những gì chúng ta làm niệm niệm lợi ích chúng sanh thì phù hợp với hạnh nguyện Phật Bồ Tát. Tất cả những gì chúng ta làm đều mong mình được lợi ích thì phù hợp với cảnh giới của ma. Khi chúng ta nghe hai công đoạn này thì người học Phật của chúng ta, mình nên kiểm lại cái tâm làm việc của mình là vì mình hay vì người. Nếu như vì mình thì phù hợp với cảnh giới ma, nếu như niệm niệm vì chúng sanh thì phù hợp với cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Việc đó là giống như một việc tốt đó, nhưng mà mình đều nghĩ để được lợi ích cho mình thôi, cũng là phù hợp với cảnh giới của ma. Còn việc này giống hệt như bất thiện đó, mà niệm niệm lợi ích vì chúng sanh thì phù hợp với chư Phật Bồ Tát. Kiểm nghiệm chỗ này là vô cùng quan trọng để hiểu được tâm của mình. Nên người xưa có một câu nói rằng: gầy người, trách người, mắng người, nhưng vì người thì là thiện. Vuốt ve người nói ngọt dịu mà chỉ cầu lợi ích cho mình thì là ác. Thiện ác kiểm nghiệm qua chỗ này sẽ nhận thức được. Nhớ. Nên có những người quý vị thấy họ rất là thiện, rất là dễ thương, nhưng họ để làm những việc lợi ích cho họ thì là ác. Có những người quý vị nhìn người ta rất dữ dằn, nhưng niệm niệm gì người khác thì lại là thiện. Như có câu chuyện, khi ông quan này ông đi ngang một cái làng nọ, có một tên vô lại hư hỏng, thấy ông quan đi ngang thì nó leo lên cành cây nó tiểu xuống. Thì quân lính định bắt thằng vô lại này quýnh á, thì ông quan nó thôi, hơi sức đầu tính toán so đo với cái tên vô lại này làm gì. Thì cái tên này nói rằng: cả quan mà ta còn hiếp đáp, không dám đụng tới ta. Thì kỳ sau nó gặp ông quan còn lớn ông quan này đi ngang, nó tiếp tục làm y gan gì. Thì ông quan này dữ dằn bắt nó xuống và giết nó chết queo. Thì cái ông quan đầu tiên nghe nguồn tin cái thằng này bị giết chết rồi, thì ông nói rằng: phải chi năm ngoái mà ta bắt nó lại, ta gầy, ta dạy nó và quýnh nó dài hèo thì có khi nó không bị chết. Nhưng do chúng ta không đánh nó, rồi cuối cùng nó bị chết. Nên có những người hung bạo dữ dằn mà mình đủ nhân duyên, mình lại dạy cho họ bài học thì họ lại trở thành người thiện. Còn nếu như họ dữ dằn với mình, có khi họ lại gặp người khác, người khác còn dữ dằn hơn họ, họ lại gặp tai họa. Nên có những cái tính người kiêu ngạo mà không được dạy lại thì sự kiêu ngạo là sự hại họ. Chỗ kiêu ngạo là hại mình, tự mình hại mình. Còn nếu như được người nhắc nhở dạy, mình sửa đổi cái tính kiêu ngạo thì đúng là đại thiện. Đúng là đại thiện. Cũng như người còn trẻ làm được việc gì thì rất háo hức, nhưng may thay có những người lớn giật dây dụi. Nhưng có những người trẻ thì nói rằng tại cứ ngăn chặn họ, họ không vừa lòng không vừa ý. Nhưng sau này tự nhiên mình sẽ hiểu rằng
nhờ người lớn kia giật dây dụi mình, cảnh tỉnh mình, mà mình đi chậm lại nên mình có được kết quả. Có những người cứ cho mình rất thông minh, nói chuyện khéo léo, lấy lòng người rất dễ, gạt người người cũng không hiểu, không biết, cho rằng mình rất thông minh. Nhưng quý vị nhớ, tất cả những cái tâm này đều quay là hại mình. Cái thông minh mà có tâm không tốt đó, quay là ngược là hại mình. Cả cuộc đời mình sống, người ta luôn luôn cảnh giác mình, không tin tưởng mà còn cảnh giác, thì tất cả việc làm của mình cực kỳ khó khăn, khó có được sự thành công. Lợi ích rất là ít, nhưng tai hại thì rất là lớn. Nên mỗi một con người mình sống trong cuộc đời này, mình phải nhận thức. Đa phần những người kiêu ngạo là thường ưa bị kiêu ngạo hại ngược mình. Người ta dựa vào cái kiêu ngạo của mình để khích mình, cuối cùng mình dính bẫy, mình tự mình hại mình. Nên mỗi một con người chúng ta nhận thức những việc làm mình, nếu lợi ích gì cho chúng sanh thì là phù hợp với tâm Phật Bồ Tát. Nếu như phù hợp với cái chỗ chỉ có lợi ích cho cá nhân mình, dù là việc này giống như thiện, cũng là phù hợp với cảnh giới của ma. Phải nhớ nghe quý vị, có cái gì ở thế gian này cầm theo được đâu mà giành. Đây là chỗ cảnh tỉnh cao độ nè. Có cái gì ở thế gian này cầm theo được đâu mà giành. Quý vị biết ở thế gian này có cái cầm theo được, biết cái gì không? Thiện căn công đức. Chỉ có người niệm Phật, làm người phước thiện thì mới cầm theo được. Đây là thiện căn công đức, phước báo cầm theo được. Và có thêm những loại mà cầm theo được, đó là gì? Ác tâm. Tạo ác tâm thì sanh ác nghiệp. Chỗ này là đang đưa đẩy mình đi đến tam đồ ác đạo. Còn thiện nghiệp thì đưa mình đến cõi chờ hưởng phước. Còn cái mà chúng ta nói ở thế gian này có cầm theo được đâu mà giành là gì, biết không? Danh lợi, tài sắc danh thực thì không có cầm theo được. Những cái này có tranh danh đoạt lợi hơn thua cỡ nào cũng không cầm theo được. Chúng ta chỉ có cầm theo một là thiện căn công đức, hai là ác tâm tạo nghiệp. Nhưng đa phần mỗi một con người ở trong cái cuộc đời này, chúng ta vì cái danh cái lợi mà hơn thua đấu đá tranh giành. Từ xưa tới nay ít ai vượt qua những cái việc hơn thua đấu đá. Có khi mình chưa biết tu thì biết rằng là chỉ cần chạm đến cái việc tiền bạc mình một chút thôi là mình đã không thể nào chịu đựng được. La đông đổng lên, bắt đầu là dùng những lời chửi mắng, hành hung đánh đập nhau vì một chút tiền. Quý vị, ngày xưa chúng ta chưa biết tu, quý vị để ý rõ ràng không? Bây giờ mình biết tu rồi, quý vị quan sát nhìn có những cái việc vì một chút đỉnh tiền bạc thôi có thể làm cho tình bạn xa nhau, anh em bất hòa, cha con mẹ con không còn tình nghĩa gì nữa. Vì danh vì lợi mà những vấn đề đã xảy ra. Nên mình là người nghe đạo, biết tu hành rồi hiểu rồi. Có những cái giống hệt như mình chịu thiệt thòi với quý vị, nhưng thật sự nó đâu có thiệt thòi đâu. Nhớ, đâu có thiệt thòi đâu. Mình mà nghe đạo mình hiểu rồi, quý vị nhớ rằng tất cả những sự chịu thiệt thòi đều là phúc báo. Giống như là tiền bạc vật chất không dành nhưng mà lại thành ra phúc báo. Mà người đã có phúc báo thì tức khắc sự nghiệp sẽ thịnh vượng. Người mà tranh giành hơn thua, mất đi tình cảm con người với con người, mất đi tình cảm gia đình, thì con người này đang tổn phúc. Mà đã là tổn phúc thì nhất định sự nghiệp có vấn đề. Thí dụ như một người này không nghe đạo gì, làm ông chủ chỉ biết bòn mót, không biết mở rộng tâm lượng thương yêu, giúp đỡ những người làm công nghèo nàn, thì ông đang tổn đức. Mà ông đã là tổn đức thì sự nghiệp của ông có vấn đề.
Chắc chắn 100% ông tổ đức là sự nghiệp ông có vấn đề. Những nguyên lý này khi hiểu được rồi thì chúng ta biết tích phước. Tích phước là gì? Cực kỳ quan trọng. Chỗ tích phước là chỗ cầm theo được. Nếu như không hiểu thì chúng ta cả đời tích tội. Nên những đức chia sẻ Phật Pháp thường nói với hàng Phật tử rằng cái cơ hội tu phước tu duyên chúng ta có cơ hội gặp được là do mình có phước. Vì nhớ nè, khi mình có phước thì mình gặp toàn là những người thiện không? Nghe thiện làm thiện, gặp nhau và giúp nhau, hỗ trợ nhau để tu phước duyên. Quý vị coi từ khi chúng ta biết niệm Phật, biết tu, biết đi chùa tới giờ toàn gặp bạn thiện không? Mà rủ nhau toàn là tu phước tu duyên không? Bây giờ quý vị coi có những người bây giờ người ta nêu lên chương trình làm thiện này kia đâu, quý vị thấy mình gặp là mình có cơ hội liền, thấy không? Có cơ hội mình cùng tu phước duyên. Có cơ hội mình cùng tu phước duyên. Còn nếu như mình gặp toàn là bản ác, đừng có mong mà nói tới cái chuyện tu phước duyên. Toàn là nó nói tới cái chuyện tranh danh đoạt lợi không, là mình biết mình thiếu phước. Mình thiếu phước đến toàn là mình gặp bạn tranh danh đoạt lợi không. Khi vị có phước vị rất dễ biết. Khi vị có phước toàn vị nghe những cái việc cơ hội tu phước duyên không. Dù là mình chưa làm thì chăng nữa mang tâm tùy hỷ nghe thôi, cũng có phước à. Thí dụ như giờ chùa nuôi nhiều người già, nhiều người già được lợi ích bình an, mình chỉ cần ôm mừng cho các cụ được bình an. Nói mà nghe vậy thôi, mình nghĩ vậy thôi là có phước à. Với mình nghe Pháp mỗi ngày nên mình biết được cái việc tu phước và tạo tội làm sao. Để mình biết mình tạo và biết mình tránh là biết mình đang có phúc. Rồi mỗi ngày quý vị đều nghe những đức giảng, nên cái việc trong chùa làm gì gì, làm gì gì, những đức nêu lên quý vị đều có cơ hội tùy hỷ, có cơ hội làm được. Quý vị coi có những đứa con nít đi đến chùa mà thôi cái cơ hội tu phúc đã có. Có khi sinh nhật hoặc là ngày gì các cháu biết bỏ ống heo rồi đem đến cúng dường Tam Bảo để mà nuôi các cụ già. Vì coi con nít thôi mà đi đến chùa thôi mà đã có cơ hội tu phúc rồi. Chứ nhiều đứa con nít nhà giàu bây giờ cũng làm gì có nghĩ được gì. Có một bà cụ già này thì biết rằng cả đời của bà lam lũ cực khổ và kiếm được chút đỉnh tiền, và kiếm được chút ít tiền và cứ bòn mót tiết kiệm từng chút từng chút từng chút từng chút từng chút. Khi sau này bị biết rằng bà già đi, con của bà có gia đình và có con, thì cái đồng tiền của bà mấy chục năm bà tích góp từng chút bà mới chia ra cho hai thằng con trai, rồi chia ra cho cháu, chia hết chưa? Thì những đức cũng quen bà, những đức nói bà suy nghĩ đi, cả đời của bà tích góp từng chút từng chút từng chút từng chút, bà thấy con bà không có tu, con mà nó không hiểu. Đúng ra cái người người ta biết tu, người ta hiểu thì người ta sẽ nói một câu gì: mẹ ơi, tiền này là tiền cả đời của mẹ tích góp từng chút không dám ăn để dành. Thôi con thì có điều kiện ổn mà, đồng tiền này con không có dùng đâu, đồng tiền này con không có dùng, đồng tiền này con để cho mẹ tu phúc duyên đi, làm điều thiện việc tốt để cầu nguyện cho mẹ có sức khỏe sống lâu. Nếu như đứa con biết nói câu này thì đúng là quý vị coi có phúc vô cùng. Quý vị cũng rất mừng khi mình nghe được câu này không quý vị? Nếu như mình còn trẻ mà mình nghe được câu này thì cha mẹ có tiền để dành dụm, mình đều tạo điều kiện cho cha mẹ tu phúc duyên khi cha mẹ còn sống. Chứ mình không bao giờ nhận đồng tiền đó, mà mình cũng không cho con mình nhận đồng tiền đó nữa. Tại đồng tiền đó cha mẹ ông bà để dành từng chút, hà tiện hà tặng không dám ăn. Mà mình nhận đồng tiền làm gì? Nên bị nghe gì rồi bị dạy con cháu mình, không phải vì cái chuyện chút ít tiền đó, mà là vì cái đạo đức con người để biết tạo ra phúc duyên, để gieo cái nhân mà cuộc đời gia đạo từng đời học theo, để mà làm gì thì gia đạo thịnh vượng. Quý vị biết rằng có những người dù học cao hiểu rộng, có rất cái nhiều trình độ, nhưng mà cái hành động cư xử họ tệ vậy lắm quý vị, cực kỳ tệ luôn.
Có những người dù nghe đạo đi chăng nữa nhưng mà không nghe kỹ lưỡng. Lạ thay những điều đơn giản này họ không bao giờ nghe đâu quý vị. Có những người họ nói gì nè, tôi phải nghe cái người mà học cao hiểu rộng. Còn cái ông dốt nát này nghe làm gì? Nhưng mà họ quên mất kia tiêu cái ông dốt nát này. Ông nói những cái câu xác thực trong cái cuộc đời để cho quý vị nghe luôn. Họ cũng là người nghe đạo, cũng biết đạo. Nhưng mà lạ thay, đối với cái sự cha mẹ đối xử với họ từ khi còn nhỏ, đánh đập hoặc chửi mắng họ gì, thì họ lại mang cái tâm hờn ghét cha mẹ. Họ không tha thứ cho cha mẹ. Những Đức từng gặp những con người đó, những Đức nói, ủa, dù chị có đúng cỡ nào vậy chăng nữa đối với cha mẹ, mà chị có cái tâm đó chị cũng sai. Có cái tâm mà đối với cha mẹ mà oán hận, đối với cha mẹ mà không vừa lòng không vừa ý thì đều sai hết, không có đúng đâu. Đang đoạn cái gốc mà còn chưa hiểu. Đối với cha mẹ mà hờn trách là đoạn gốc. Dù con có đúng cỡ nào thì đối với cha mẹ mình cũng sai. Cha mẹ có sai đối với mình cỡ nào thì cũng là đúng. Phải nhớ nguyên lý này nghe quý vị. Vì cha mẹ sinh mình nuôi mình không lớn, mà mình đi hơn thua đối với cha mẹ, vì làm con dù vì có hơn được cha mẹ chăng nữa thì làm sao mà đúng. Không bao giờ đúng. Nói không thông quý vị. Nhớ nghe, nói không thông. Khi hiểu được những nguyên lý này rồi, quý vị thấy rằng đúng là rõ ràng mình nghe đạo mỗi ngày có phúc. Tuy những lời đơn giản, những lời bình dị gì thôi, mà người nghe có khi cảnh tỉnh cả cuộc đời của người mình. Cảnh tỉnh cả cuộc đời mình luôn. Con người những Đức thấy rồi, những Đức gặp nhiều lắm quý vị. Cứ là vì danh lợi không à. Vì danh vì lợi không à. Còn khi nói đến đạo thì muốn chặn cuốn họng ta không. Những Đức gặp những người khi nói chuyện Phật Pháp thì giống như nói để mà chặn cuốn họng ta, đừng có nói được để cho người ta đớ. Cái cách nói chuyện gì? Cái cách nói chuyện này là cái cách nói chuyện mà gọi là tổn đức, tổn phúc. Tổn đức, tổn phúc, hiểu không? Chặn cuốn họng ta không à. Con người mình học đạo, cái lời nói của mình nói ra để cho người ta được nói, nói ra cảm thấy nó hài hòa thì đặc biệt lắm. Những văn tự dễ nghe, dễ hiểu, ai nghe thì cũng hiểu được, dễ hành trì, áp dụng dễ, lợi ích lớn. Vậy thì là đúng. Mình nói trên trời dưới biển, ai nghe, ai hiểu, ai biết. Thì vậy thì Phật Pháp thì sao mà được lợi ích đây? Pháp môn tịnh độ này mà tại sao nói rằng tam căn phổ độ, phàm thánh tề thốt? Vì căn tính nào tiếp nhận cũng được hết. Nói mà nhắc một câu thôi, có cái gì ở thế gian này cầm theo được đâu mà dành? Của cải vật chất, vợ đẹp con xinh, có ai cầm theo được không? Vậy mà vì cái này mà tạo bao nhiêu nghiệp chứ? Cái này mà tạo bao nhiêu nghiệp trước đó quý vị nhớ. Đời người ai cũng chết một lần, vì sao không chọn chỗ đi về tốt đẹp? Đời người ai cũng chết một lần, vì sao không chọn chỗ đi về tốt đẹp? Nên đại sư U Đàm ngài nói rằng người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người. Người niệm Phật là bậc trí trong loài người. Đã là bậc trí trong loài người nên mới có thể nhận thức được cái việc phải chọn chỗ đi về tốt đẹp, đó là thế giới cực lạc Tây Phương. Bây giờ chúng ta sống ở thế gian này mấy chục năm, quý vị coi mình hưởng thụ được cái gì quý vị. Dù là một ông vua, ổng có đầy đủ hết trơn, bao nhiêu người vợ, nhưng thời gian hưởng thụ của ổng cũng là vì cái hưởng thụ này mà ông bảo vệ, bận tâm lo âu vô cùng. Và cuối cùng ông cũng chết đi, rồi đọa lạc, quý vị coi hưởng thụ cái gì. Hưởng thụ cái gì ở thế gian này. Nên đại sư U Đàm ngài nói rằng người niệm Phật là bậc trí trong loài người, vì chọn chỗ đi về tốt đẹp, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đúng rồi. Chọn chỗ đi về là Tây Phương Cực Lạc thì quá đúng rồi. Tuyệt vời quá. Hiểu được những nguyên lý này thì tức khắc quý vị biết rằng cuộc đời con người sống rất là có ý nghĩa. Rất là có ý nghĩa. Còn nếu không,
thì cả đời của người cứ lầm lũi theo cái việc tạo tội nghiệp, đều là tạo tội nghiệp không à. Có những Phật tử ở nước ngoài nghe chú Tâm Nhiên nói điện thoại cũng muốn gặp nói chuyện những đức. Bây giờ tất cả Phật tử khắp nơi, chúng ta mỗi ngày học tập chia sẻ Phật pháp, bởi vì hộ trì giúp cho những đức người tay bằng cách việc gì vì nghe những đức nói, việc thiện việc tốt vì càng làm thì cứ làm. Còn tất cả những gì những đức chia sẻ mỗi ngày quý vị nghe nhất định sẽ có sự cởi mở. Còn những đức thì mỗi ngày chạy qua chạy lại các chùa, các đạo tràng, thăm lơm sắp xếp động viên các cụ đạo tràng, chạy tới chạy lui, thêm những đức không xài điện thoại. Quý vị biết rằng những đức không xài điện thoại nên mỗi ngày những đức mới chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe được đó. Nếu như những đức mà xài điện thoại là những đức không chia sẻ Phật pháp mỗi ngày được đâu. Nhớ, những đức làm đây là làm thiệt, chứ không phải rằng là đối với quý vị là không nghe điện thoại, mà lại cầm điện thoại vô phòng gọi cho những người này người kia, không có đâu quý vị. Những đức đây là làm thiệt 100% với quý vị luôn, là những đức không xài điện thoại thiệt. Cả đời những đức cũng không muốn lập chỗ này lại. Nếu như mỗi ngày quý vị chịu nghe thì chắc chắn là cởi mở. Còn quý vị muốn bố thí cúng dường gì thì chùa mình đều có điều địa chỉ rồi số tài khoản, vì cái chuyện cúng dường báo cho ban tổ chức à, tôi cúng dường làm cái đó gì. Bây giờ ví dụ như phòng hộ niệm rồi những đức đang chuẩn bị đưa tiền cho hòa thượng, đều gom góp tiền để dành đưa hòa thượng tặng làm phòng hộ niệm. Phòng hộ niệm này khi làm lên thì những người khắp nơi nơi có khi mình cũng đủ duyên, mình được về đây mình ở và mình cũng sẽ được vào phòng hộ niệm. Quý vị nhớ nghe, kết duyên ngay cái phòng hộ niệm, mà gặp cái phòng hộ niệm mà tương lai người ta ở rất đông thì cái phòng hộ niệm này đúng là cái phòng hộ niệm làm việc quanh năm suốt tháng. Đây gọi là chạm tiếp dẫn chúng sanh về cực lạc, quá thù thắng, quá đặc biệt. Nghe được cái thiện duyên thù thắng này, vì cuộc đời có người chỗ quan trọng nhất là sống cả đời biết tu, cực kỳ quan trọng là cuối cuộc đời được nằm một cái nơi bình an cho người ta niệm Phật đưa tiễn mình đi về thế giới Tây Phương cực lạc. Nên mỗi một ngôi chùa có cái phòng hộ niệm là việc cực kỳ quan trọng. Nhưng đòi hỏi phòng hộ niệm này phải được phát triển, là có người tu nên mới phát triển được. Có những người người ta cũng xây một phòng hộ niệm, nhưng mà quanh năm suốt tháng phòng hộ niệm này không có hoạt động gì hết. Vì thì vì có xây lên cũng đâu có kết quả gì đâu. Nhưng riêng phòng hộ niệm của chùa mình là cả người ta ở đó người ta niệm Phật xuyên suốt luôn. Yếu một cái là được hộ niệm tại chỗ luôn. Những đức sử dụng phòng hộ niệm thiệt xứng đáng. Mỗi vị trí phòng hộ niệm những đức mà sắp xếp là gì? Có một nhân sự người ta yếu người ta được tu. Có nguyên một nhân sự yếu được tu tại chỗ đó. Chỗ đó lại gây dựng ra một chỗ rất ấm áp mỗi ngày niệm Phật. Nhờ mỗi ngày người ta niệm Phật nên chỗ đó rất ấm áp. Nó có một cái quay lực khi hộ niệm cho người ta thì lợi ích cực kỳ lớn. Chứ không phải là phòng hộ niệm nằm để lạnh tanh, không phải. Phòng hộ niệm là những người già yếu người ta được ở đó, và mỗi ngày bắt ghế cho người ta ngồi để người ta niệm Phật. Lúc nào người ta yếu thì tại chỗ đó là một hoàn cảnh cho người ta quen, để niệm Phật đưa tiễn người ta đi về thế giới Tây Phương cực lạc. Đây là ngôi chùa mới. Ngôi chùa mới mới đây mà cũng 300 mấy chục người. Và bây giờ mỗi tuần thứ bảy đều tổ chức khóa tu, như chủ nhật bên hộ pháp. Nên những đức thường nói rằng một cái chỗ mà quý vị đầu tư vô mà thấy nó có kết quả liền. Bây giờ nhiều người quý vị chung tay những đức, rồi những đức đưa tiền cho hòa thượng để cho hòa thượng xây chùa, quý vị coi. Nhưng ngôi chùa mới không? Xây chưa xong mà đã hoạt động rồi. Chánh điện tu xuyên suốt ngày bốn thờ. Chánh điện chùa mới kính người ta hết, tu xuyên suốt ngày bốn thờ. Lập nên một cái hoàn cảnh dạ lam đặc biệt, bao nhiêu người già khắp nơi nơi được về nương tựa, rồi làm thang máy cho người ta đi, quý vị coi phải xứng đáng không? Nó làm thang máy cho người ta đi xứng đáng chứ. Các cụ già bây giờ lên tới lầu 4 cũng lên được, tại vô thang máy bấm một phát chạy lên liền. Quý vị thấy không? Đầu tư đúng nơi đúng chỗ, làm việc đúng nơi đúng chỗ. Con người có góc độ sáng suốt nhìn được
làm những việc ý nghĩa, làm liền. Vì sao? Vì đây là cơ hội, cơ hội để mà phát triển việc thiện việc tốt. Cơ hội làm liền, làm đúng nơi đúng chỗ, làm đúng chỗ mà hoạt động được đặc biệt tốt đẹp. Còn hơn có những người, người ta bỏ một số tiền rất lớn, người ta làm những việc xây chùa chiền nhưng mà ngôi chùa không có ai tu cả. Xây lên rồi ngôi chùa không ai tu hết. Thì đầu tư vào chỗ này là đầu tư không biết chừng nào có được kết quả. Giống như gieo hạt giống mà vào mảnh đất khô cằn. Còn bây giờ cái nhân duyên, hội tụ nhân duyên con người khắp nơi nơi về, nên hạt giống này gieo vào cái chỗ đúng mùa. Vậy thôi. Nhưng ngôi chùa mới bị gieo đúng mùa đúng không? Vừa gieo vào cái là tự nhiên giờ có thành quả liền. Mới đây tổ chức khóa tu và lễ Vía Quan Âm kỳ này tổ chức bên đó nguyên ngày, cho ta lại Bồ Tát Quán Thế Âm đó luôn. Ngày 18, ngày 19 ở bên Đại Tùng Lâm nguyên ngày, 20, 21 bên Hộ Pháp. Quý vị coi cuộc đời con người chúng ta có cơ hội tu phước tu duyên, có cơ hội gặp nhau để mà khuyên nhau tu như vậy. Quý vị coi còn suy nghĩ gì nữa. Đây là cơ hội quá thù thắng rồi còn gì nữa quý vị. Còn hơn là bao nhiêu con người khi mình gặp nhau toàn là để đi tạo nghiệp không? Quý vị coi cuộc đời chúng ta có những khoảng thời gian toàn gặp bạn bè tạo nghiệp không? Gặp nhau toàn suy nghĩ tính toán so đo, gặp nhau cái là thủ đoạn không? Bằng mặt không bằng lòng, toàn đi tạo nghiệp không quý vị? Còn bây giờ chúng ta có cơ hội gặp nhau là để tu phước tu duyên. Đây là việc tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng ta. Quá tuyệt vời. Nên mỗi một con người khi nhận thức được thì đúng là mình thấy mình mừng. Mừng khi mình gặp nhau toàn là tu phước tu duyên không hả quý vị? Việc này mới là việc tuyệt vời. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa hàng Phật tử đều là mỗi ngày gầy dựng được tín nguyện niệm Phật, câu Phật hiệu này chăng thật niệm tới cùng, và quyết chí đời này chúng ta phải về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đã là niệm Phật mỗi ngày nên chúng ta nghe những công đoạn này rồi, chúng ta nên nhận thức cuộc đời vô thường. Quý vị coi những đức học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, hồi nãy giờ những đức học tập đọc lên những công đoạn cho chúng ta để nhìn thấu cái cuộc đời này, để buông xuống rồi chăng thật niệm Phật để cầu sanh cực lạc, đúng không? Đã quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc là cái tâm mình về cực lạc. Vậy thì ở cõi ta bà này phải nhìn nhận sâu sắc, nhìn thấu mà buông xuống chứ. Vậy thì đời này vãng sanh là chắc chắn. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.